của chùa. Đi đẹp hết nhỉ. Vâng. Này là cái gốc nhìn nó trắng hết rồi nha. Gốc của nó đẹp. Vâng. Xe kia là ngành gì? Dựng xe là gì? Đâu ạ? Đây xem biển đây của ai được ngay. Bên Ninh Hiệp. À Ninh Hiệp sang. Cây này đẹp á, có cái gốc đẹp. Ninh Hiệp. Gốc nhỏ mini này đẹp lắm. Nó già. Nó già cây nữa. Rong nhiều nhỉ.